Rồi, thằng em nó có 1 tỷ 1, một gần 1 tỷ 2 gửi cho An Phúc Bill đội hình. Thằng em nó muốn đội hình gì đấy nhở? Có yêu cầu gì hay không nhở? MU đi, chốt lại MU đi. Bill cho thằng em một đội hình MU mặn cho trung tâm giá. À, đầu về vị trí đầu tiên đó là đầu tàu ST. Đầu về vị trí đầu tàu thì đương nhiên là An Siêu, không chạy đâu được hết. Đây, trước mắt thì vô xếp đội hình trước đi. Đội hình này mình sẽ build cho thằng em đó là 442 đi. Đây, một ST, một CS, 2 CM, 2 2 cắn, 2 tiền vệ cắn, 4 hậu vệ. Được chưa? Đây đây, làm tí icon the moment này. Ok. Ok, thằng em nó có nguyện vọng đó là làm tí icon the moment. Ăn siêu mùa 4 cúp 22 100 tỷ à, xứng đáng không? Xứng đáng không nhở? Đáng vừa cờ hợp lý quá mà. Ăn siêu 22TS à? Ăn siêu 22TS đó. Ui, ăn siêu này là xúc ảo đấy. Ăn siêu này là xúc ảo. Rồi, đầu tiên sẽ là ăn siêu mùa 4 cúp 22. Cái thứ hai sẽ là Fallen. Đó, Fallen. Fallen mùa Best World Cup 162 tỷ. Đặt 100 tầm 160 tỷ là đẹp rồi, tí người ta xả. Đây, ăn siêu và Fallen đó là CS và ST. Cái cắn bên kia chắc chắn thì không thể nào thoát được vị trí của Beckham rồi nhỉ. Beckham, David Beckham. Mùa CC 148 tỷ, mùa này là không không về được. Mùa này 200 tỷ à. Cái cắn 200 tỷ thì nó quá là đắt nên chắc là mình sẽ dùng tầm RMA. Park Ji-sung, Pogba, chắc chắn rồi, Pogba sẽ là một trong những vị trí CM của MU. Quá hợp lý luôn. Pogba và ai sẽ đá cặp đây? Pogba và CM chứ không phải là CDM. Rồi, Van der Beek. CM là Van der Beek. Giấu tên đã uy scan 10.000 đồng. Nép vào donate hết cho anh Phúc. Ôi trời ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn em nhiều. Bruno vẫn muốn một tí icon the moment. Thằng em nó muốn một tí icon the moment. Quan trọng là thằng em nó muốn một tí gọi là icon the moment đấy. Thằng em nó muốn một tí icon the moment, thế thì chúng ta sẽ chốt lại Bastian Schweinsteiger nhé. Bộ hai hậu vệ nữa. Về hậu vệ thì đương nhiên rồi. Không thể nào chạy đi đâu được hết, không thể nào chạy đi đâu được ngoài cái vị trí này rồi. 117 tỷ với lại 115 tỷ, mình xúc 117 tỷ nó cũng được, không vội vàng, không gì hết, đúng không? Không gì hết. Một giữa 115 tỷ với lại 117 tỷ mình xúc cũng được. Rio Ferdinand mùa này anh em thấy ổn không? Rio Ferdinand mùa HG. Được chưa? HG ngon à? Ok. Thế chúng ta sẽ chốt lại Rio Ferdinand mùa HG nhé. Cặp bộ đôi trung vệ sẽ là Rio Ferdinand và Rashford. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiện tại đã bao nhiêu lương rồi? Cái này là 51, 76, 76 cộng với lại 27, 76 cộng 27 là... Ủa, cái gì vậy? Nó mới về Beckham à? Ok. 25, 25, 50. 25, 25, 50. 27, 26. 153 lương. 153 lương. Là 202, 204 lương rồi hay sao ấy, 204 lương rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 con là 204 ngân 204 lương rồi. Ok vậy thế anh em không tin tưởng mình à? Anh em không tin tưởng cái phép cộng của mình, thế thì chúng ta sẽ vô FIFA Addict để cân lương lại nhé. Ok. Đây này, đây là cái màn hình hình cho mọi người có thể rõ hơn. Ronaldo. Mình sẽ chất lại cái lương nhé. Fallen. Đây. Rashford. Mình cộng cộng sao được 204 lương ấy, nhưng mà không biết là mình có tính đúng hay không. Tài lăn tài khôn là chết. Rồi LDM, cái này không phải LDM rồi. Schweinsteiger ai cần là moment luôn. Ai cần là moment là 39 lương. Ui, càng càng càng. Mình tính sai đấy, vậy là mình tính sai đấy. Mình chưa nghĩ tới cái ai cần là moment 39 lương. Ui, càng 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 càng. Varane và Rio Ferdinand. Đây rồi, hiện tại đã 219 lương rồi, thì thủ môn là Van der Sar. Không biết là Van der Sar thì mình có thể mua được cái mùa gì đây nhỉ? Van der Sar LH xúc ảo đấy, Van der Sar LH là xúc ảo đấy, mình sẽ mua là mùa TT thôi. 234 lương là dư 16, là chỉ có hai hậu vệ cắn thôi.
hai hậu vệ cánh 16 lương. Uầy. Càng đấy. 16 lương là mỗi bên một bên 8. Lốc so lương 8. Ôi, quá hợp lý rồi. So với Dalot mùa lai là đẹp. Đây, chết bỏ vô luôn nhá. So với Dalot mùa lai là đẹp. Đâu rồi? Dalot. Vừa khít 200. Ủa, mới 249 thôi à? Dalot trong game 8 lương nhưng ở đây chỉ có 7 lương thôi, vừa tròn 250 lương luôn. Ok ok ok, thế là tắt nhá. Rồi, sẽ mua những cầu thủ này trước đi. Bastian Schweinsteiger bây giờ 278 này. Từ từ đi. Bóc 3 121, hơn 10 tỷ xúc đi. Rồi, Forlorn thì sao? Forlorn hơn 4 tỷ xúc luôn đi. Dalot. Dalot này mình có mua được cộng 8 hay không nhỉ? Thôi, mua cộng mấy đây ta? Mua cộng 5 hay cộng 6? Mua cộng 5 thôi nhỉ? Thôi bây giờ mua cộng 5 luôn đi. Cộng 5 cũng được nhỉ. 3 tỷ đó đâu có là cái gì đâu đúng không? 3 tỷ mình cày được. Dạ này cày BB dễ. Nên là xúc chắc là không vấn đề gì đâu. Ok ok ok. So, so cũng 8 lương quá đẹp, 2 tỷ luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ là Van der Sar. Erwin Van der Sar. Đây. 1 tỷ 9. Kệ xúc đi. Rồi hiện tại đã vừa đủ rồi, chỉ còn Bastian Schweinsteiger nữa thôi. 278 xúc giá mát luôn à. Số 278 cũng được. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 cầu thủ. Ok, và thế là xong. Ok rồi, và thế là xong, chúng ta đã có một đội hình Manchester United gần 1000 tỷ. 1000 tỷ chứ. Cái này là 1000 tỷ rồi. À. Icon the moment. Tính là 768 tỷ. Cái này là gần 1000 tỷ đấy. Đây rồi. Vừa khít 250 lương. Với đầu tàu là Cristiano Ronaldo. Hậu công sẽ là Diego Forlorn. Hai cánh của chúng ta sẽ có Rashford và David Beckham. Bộ đôi CM sẽ là Pogba và Bastian Schweinsteiger. Hai hậu vệ thì đương nhiên rồi, không thể thiếu được Varane. Và người còn lại đó là Rio Ferdinand. Hai cặp cánh của chúng ta sẽ có Luke Shaw và Diogo Dalot. Và một vị trí thủ môn huyền thoại Erwin Van der Sar. Chắc là còn 116 tỷ mình sẽ đi mua ít dự bị cho thằng em đi nhỉ. Owen sẽ là sự lựa chọn ổn nhất cho thằng em rồi. Đó. Owen, Van der Beek, ai nữa đây ta? Một người đá cắn nữa đi. Một người đá cắn nữa là ai đây nhỉ? Zaha đi. Và còn 35 tỷ sẽ là một vị trí CB đi. CB 35 tỷ là có ai trong tầm giá 30 tỷ ngon đây? McGuire à? Ôi. Chính xác rồi, làm sao chúng ta có thể thiếu được cái tên này nhỉ? Làm sao chúng ta có thể thiếu được cái tên này nhỉ? Bây giờ anh sẽ đặt giá cho em thôi. Anh đặt giá cái giá này chắc là tầm 3-4 ngày nó về. Dự bị là mình không mua Mason Mount cho thằng em thì mình sẽ đập Mason Mount nhé. Xoài săn đã có Icon The Moment luôn rồi. Xoài săn bây giờ có Icon The Moment rồi. Có thể làm lại mà, mình có thể làm lại mà. Mason Mount cộng 5. Uầy. Khó nhờ. Mason Mount HG cộng 5 rồi. Thôi thì coi như mình tốn tầm 14 tỷ với lại tốn một ít phôi trong đội hình. Nó không mất gì hết. Hiện tại thì mình đã build xong một đội hình và hậu vệ âm nhầm chỉ và hai con dự bị đó là Van der Beek và Owen, chỉ như vậy thôi, chỉ hai con dự bị thôi. Van der Beek và Owen, hai con dự bị thôi. Chắc là được rồi nhờ. Còn những cái con mình đặt ở ngoài nó chưa về nữa, ví dụ như McGuire với lại Zaha chưa về nữa. Thì sau một đội hình tầm 1000 tỷ. Đây. À đúng rồi, quên nữa là chỉnh cái chiến thuật cho thằng em. Đúng rồi, quên chỉnh chiến thuật. Thường thì thi đấu cân bằng 5-5-5-5 thôi. Rộng thì chắc là cái này rộng 5 hết đi. Để bình thường thôi, để đá bình thường truyền thôi, cần gì chỉnh nhiều. Ăn siêu thì đương nhiên sẽ là xé nát và chạy chỗ công thủ 3-1. Đúng không? Cái này chắc là luôn hỗ trợ phòng thủ. Luôn ở trên không về. Còn Diego Forlorn thì một cuộc tấn công giả. Lui về tuyến 2 sử dụng lối chơi hợp lý quá nhỉ. Cái này để xác định khu vực trung tâm để xuất xa này. Rồi luôn hỗ trợ phòng thủ đi nhỉ. Luôn hỗ trợ phòng thủ và đánh chặn chủ động đi. Đây. Còn Rashford.
Rashford thì mình có thể để đột phá cũng được. Chọc khe, đột phá và chọc khe nhá. Đây, còn Bastian Schweinsteiger thì mình sẽ để tấn công cân bằng. Hai con này tấn công cân bằng được rồi. Duy trì vị trí Pogba. Hai con này mình không biết ở CM ấy, mình thì thường không biết chính sao hết. Forlorn chắc là công 2 thủ 1 đi. Còn Rashford thì công 2 thủ 2, hai cánh công 2 thủ 2 là ok rồi. Diogo Dalot là công 1 thủ 3. Lúc sau vậy công 1 thủ 3 và không không tham gia tấn công. Hai con này thì chắc là giữ vị trí để bình thường được rồi. Đây hỗ trợ phòng thủ cơ bản thôi. Rồi, vậy là được rồi. Hai con này Pogba với lại Bastian Schweinsteiger thì mình sẽ để đá bình thường nhé. Rồi. Chiến thuật thì chắc là mình cũng chỉnh xong rồi, đơn giản thôi. Mình cũng không hiểu rõ, mình thật sự là chưa hiểu rõ về chiến thuật này nhiều. Đó. Mình chưa hiểu rõ nhiều nên là mình sẽ chỉnh dần 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 để cho nó quen rồi sau này mình sẽ chỉnh lại lại nữa. Đây, gặp đội hình Việt Nam mà chúng ta sẽ có 3 trận đấu đầu tiên. Trận đầu tiên mình đã xếp hạng nhé, trận đầu tiên trận 2 trận 3 thì đá với anh em kiến chắc. Mẹ rồi. Cái gì cũng chín hết mà chưa chín tay cầm à. Ui, ui. Ui, 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 chết rồi. Cay vậy. Cái gì cũng chín hết chưa chín tay cầm à. Bóng đá đơn giản như thế thôi. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Rồi. Nhẹ nhàng thế này thôi. Đây rồi, đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.